Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyền thông của giáo phận Xuân Lộc. Trong bầu khí thánh thiêng vui mừng của Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, sáng nay 17 tháng 12, Ban loan báo tin mừng của giáo phận đã tổ chức thánh lễ bế giảng các lớp tìm hiểu kinh thánh và cầu nguyện với lời Chúa lần thứ tư tại Tòa Giám mục Xuân Lộc. Tham dự lễ bế giảng hôm nay có sự hiện diện yêu thương của Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Cha Tổng đại diện Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, Cha trưởng Ban loan báo tin mừng Geronimo Nguyễn Đình Công, cùng quý cha xứ, quý cha trong ban giảng huấn và quý sơ thành viên của Ban loan báo tin mừng. Về phía tham dự viên bao gồm 6 lớp của khóa 1 và 5 lớp của khóa 2, tổng cộng gần 700 học viên đến từ nhiều giáo xứ trong các giáo hạt như Tân Mai, Túc Trưng, Hố Nai, Gia Kiệm, Phú Thịnh, Phước Lý, Phương Lâm và An Bình. Chương trình của buổi lễ hôm nay bắt đầu từ 8 giờ sáng và được kết thúc lúc 13 giờ cùng ngày, bao gồm tiếp đón, ổn định, chào mừng, tập hát cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm sống lời Chúa trong phần thoát sâu do cha Phaolô Võ Tấn Lộc dẫn chương trình. Trả lời những câu hỏi phỏng vấn của cha MC, các học viên đã chia sẻ tâm tình, con thánh đã được lãnh nhận qua các lớp học lời Chúa. Nhờ học biết lời Chúa, nên anh chị em thêm lòng yêu mến Chúa và được Chúa thúc đẩy dấn thân trong ơn gọi sứ vụ của mình. Đúc kết phần chia sẻ của các học viên là huấn từ của Đức Cha Gioan. Với những băn khoăn thao thức, làm sao để con cái mình ngày càng có thêm nhiều người hơn tiếp xúc được với lời Chúa, Đức Cha đã chia sẻ tầm quan trọng của lời Chúa trong cuộc sống của mỗi Kitô hữu. Ngài trích dẫn thư Do Thái: "Thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Cha ông chúng ta đã muốn biết điều chúng ta được biết mà không được. Đó là ngôi lời Thiên Chúa đã cắm lều giữa chúng ta. Cho nên chúng ta là những người thật có phúc. Vì vậy chúng ta sống xác tín hơn với lời Chúa và nhờ lời Chúa để ngày càng thăng tiến hơn trong đời sống đức tin của mình. Và hôm nay cũng là dịp đặc biệt, đứng trước thềm đại lễ mừng Chúa Giáng sinh. Cha Phaolô Võ Tấn Lộc đã thay mặt tất cả các học viên chúc mừng Giáng sinh đến Đức Cha, Cha Tổng đại diện và Cha trưởng Ban loan báo tin mừng. Hòa chung lời chúc của Cha Phaolô, tất cả các học viên cùng thức chung bài hát như món quà dâng lên vị Cha chung và quý Cha. Thay mặt cho Đức Cha, Cha Tổng đại diện đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến quý Cha, quý Sơ và quý học viên đang hiện diện. Thánh lễ bế mạc được cử hành lúc 10 giờ 30 do Đức Cha Gioan chủ tế. Sau thánh lễ, các học viên khóa 1 lần lượt nhận giấy chứng nhận từ tay Cha Tổng đại diện và Cha trưởng Ban loan báo tin mừng. Riêng các học viên khóa 2 được Đức Cha Gioan trao thánh giá 5 màu đại diện cho 5 châu lục. Ý nghĩa của việc nhận thánh giá này nhằm khuyến khích các học viên dấn thân theo sát Chúa Kitô hơn và liên đới với anh em trong sứ vụ loan truyền lời Chúa. Kết thúc buổi gặp mặt hôm nay là bữa cơm chia sẻ tình huynh đệ. Đây là dịp để các học viên chia sẻ những câu chuyện theo nhóm, chia sẻ hành trình học tập cũng như hành trình để đến được nơi đây. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Cha, Cha Tổng đại diện, quý cha và quý sơ đã luôn đồng hành với các học viên của lớp tìm hiểu kinh thánh và cầu nguyện với lời Chúa.